Xin chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cách bật đèn bàn phím laptop Asus. Thì có tùy từng máy của laptop Asus thì chúng ta mới có thể bật đèn được nhé. Có những máy hỗ trợ và có những máy không hỗ trợ. Thì để bật được ấy, thì mọi người sẽ ấn cho mình cái phím là phím F3 và F4. Mọi người sẽ giữ là phím Fn cộng F3 là để giảm độ sáng của bàn phím. Còn Fn cộng với cả F4 là để tăng độ sáng của bàn phím. À, ngoài ra ấy, thì mọi người muốn nó tăng giảm theo tự động ấy, thì mọi người sẽ ấn cho mình cái mục là FL cộng A thì nó sẽ tự động tăng giảm độ sáng của bàn phím trên Asus. Thì cách bật đèn bàn phím Asus nó cũng khá đơn giản vậy thôi. Mọi người có thể nhấn phím như mình nói là có thể tăng giảm độ sáng được. Mình thì mình hay sử dụng tự động cho nó nhẹ. Ok, thì mình xin kết thúc video ở đây. Mọi người xem video để cho mình xin một nút đăng ký kênh, một nút like. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.